Ừ, lại vô tiệm nhỏ bé nữa. Wow, bữa nay đông khách ta. Em yêu. Vào đây nhá. Đây, bữa nay có hủ tiếu. À, cái gì đây? Có không sao, cái này có gì ta? Vành thánh nè. Thì tôm nè, tôm này, hủ tiếu này, sườn ha, mực nè, đây xíu ớt, bỏ xíu ớt vô nè, ngon quá à. Thông thông nấu cái này ngon ạ. Xuất sắc. Ngon đó. Lâu lâu lắm mới được được cái người nấu ngon. Hủ tiếu Nam Giang ngon đó, khéo làm khéo ha. Giỏi. Dạ. Nhưng mà nấu 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 ngon tại vì đúng rồi. Ủa sao bên 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 tiệm không có củ cải khô hay sao? Có chứ, phải không? Bên tiệm có bán hả? Mà không, ý tiệm không thấy bỏ vô đây. Bởi vậy hỏi. Đây có mì nè. Tiếu mì nha. Có hẹ, có cần gì là tầm lâm trên. Tiệm này xét ở gần bên nhà chị Nhi nên là đi lại tiện lắm. Bên này có cam giác.